Hello, xin chào các fly. Ở chương trước chúng ta đã biết về kế hoạch chôn cái máy bay của nhà Azuma Mito của đội giải cứu thế giới nhằm đi thuyết phục Eren, nhưng không ngờ phái Yerith đã nhanh chân chạy tàu hỏa ra bến cảng từ trước rồi. Từ đó nhóm 104 của chúng ta đã liên kết với lũ hoại sơ Melee đi đánh chiếm bến cảng. Cuối cùng cuộc chiến đã nổ ra khi Mikasa lao vào phòng kín. Hai Titan đã hóa hình đánh quân đội và Connie bắn chết hai thằng từng là đồng đội đồng bào của mình. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra hôm nay nào? Ở bến cảng, đã sau khi bị Connie bắn chết, xác rớt xuống biển chìm luôn tại đó. Samue thì có hẳn 3 vết đạn trên đầu, cậu ta chắc chắn đã chết. Nước mắt còn đọng lại trên mắt Connie, cậu ta bàng hoàng nhìn về Armin. Armin cũng vậy, cậu ta cũng rướm rướm ngước mắt nhìn về phía Connie. Phía sau lưng họ, hình nữ đang chiến đấu với phái Yelrit nhiệt tình. Cô ta đánh rất hăng say, khiến cho quân đội thiệt hại tè le. Ở phía bên kia thì anh thiết giáp cũng tỏ ra không thua kém gì. Anh đấm rất nhiệt tình, phá hoại công trình và giết khá nhiều quân Yelrith. Phe giải cứu thế giới không thiệt hại gì cả, mà càng ngày càng sung sức hơn. Có vẻ họ sẽ nhanh chóng đánh thắng trận này thôi. Tuy nhiên ở trong hầm thì khuôn mặt của ba người này tỏ ra ngạc nhiên hết sức, quên cả nhiệm vụ phòng thủ của mình. Anh vừa... nói gì cơ? Thì là thông thường để cất cánh thủy phi cơ, chúng tôi cần một ngày cho quá trình bảo dưỡng. Tuy nhiên, chỉ cần có đủ thiết bị cần thiết, chúng tôi sẽ cố làm nó bay được trong nửa ngày. Nửa ngày ấy à? Ý bọn bay bảo bọn ta phải bảo vệ nơi này khỏi kẻ địch cho đến lúc đó hả? Bọn kẻ địch nó đâu có ngu, chúng sẽ liên tiếp gửi quân tiếp viện đấy. Mà sức mạnh Titan chỉ duy trì được vài giờ thôi, để duy trì khống chế cái cảng này lâu dài thì có hơi... Không kịp rồi các bạn ạ. Hả? Tốc độ tiến quân rung chấn của đám Titan thậm chí còn nhanh hơn lũ người chạy hết tốc lực. Hơn nữa, nếu chúng theo đường chim bay bỏ qua mọi vật cản thì chỉ thêm được nửa ngày mà thôi. Ước chừng 600 cây số tính từ biển vào lục địa sẽ chịu thiệt hại. Và để dẫm nát toàn bộ lục địa Melee thì chắc sẽ mất khoảng 4 ngày mà thôi. Tất cả mọi người sau khi nghe Han tính toán thì đều há hốc mồm ra cả. Vậy là cả quốc gia sẽ bị tiêu diệt chỉ sau vài ngày thôi. Sau đó là đời quốc gia của họ. Cho dù chúng ta có thể ngăn được Eren bằng cách tối ưu nhất thì Liberio cũng không thể cứu bạn được nữa rồi. Làm sao mà... Lần này thì đến ông Magath há hốc mồm, Jin cũng trợn mắt bàng hoàng. Anh ta đã kịp có tình cảm với những người ở đó, những người ở xóm ngụ cư tội nghiệp đó. Ông Magath thở dài, có vẻ như ông định từ bỏ kế hoạch này rồi. Đằng nào thì quê hương của ông cũng đã nát bét. Đến khi ta cất cánh được thì cũng có biết vị trí của Eren, sẽ mất thêm thời gian cho nó nữa chứ. Mà ngay từ đầu, việc ta có thể cầm cự ở đây được nửa ngày đã là điều bất khả thi rồi. Thế này thì... Này, tôi xin có ý kiến nè. Bà Kiyomi vẫn còn quốc gia Hyuro của bà chưa bị phá hủy, nên vội vàng lên tiếng, nghĩ ra đối sách. Từ đây đi về phía nam, ở một thành phố ven biển Melee tên là Odiha, nhà Azuma Mito chúng tôi có sở hữu một nhà chứa máy bay. Ở đó ta cũng có thể bảo dưỡng thủy phi cơ. Nếu ta nhanh chóng cho tàu lớn kéo theo thủy phi cơ xuất cảng, thì ta có thể hoàn thành bảo dưỡng máy bay tại Odiha. Đó là ý kiến của tôi. Chứ ủa? Ven biển Melee ư? Nếu theo khoảng cách thì chẳng phải là thành phố sẽ bị hủy diệt bởi rung chấn từ giờ sao? Riêng thành phố Odiha có khoảng cách đủ để ta đón đầu được rung chấn, nhưng việc có thể giữ được thêm nửa ngày nữa hay không thì là một canh bạc. Một canh bạc ư? Dù thế nào thì việc cất cánh tại đây là bất khả thi rồi. Nhưng các người mà chết thì cùng kéo theo Hyuro cùng thế giới diệt vong theo đấy. Làm trong 15 phút đi. Các người mà chết thì cùng kéo theo Hyuro cùng thế giới diệt vong theo đấy. Hãy làm cẩn thận vào. À vâng. Trên tàu có thang đá chưa? Em sẽ đi gọi nhóm của binh trưởng đến ạ. Chị sẽ báo cho Mikasa biết tình hình. Ở phía bên ngoài, lũ Titan vẫn có lợi thế lớn. Họ vẫn đánh lũ quân đội tới tấp. Hình nữ vẫn cẩn trọng bảo vệ cái gái của mình, trong khi Rainer thì không thèm như thế. Anh ta chơi tất. Có một tên lính định bắn lén hình nữ. Khi cô ta chưa kịp phản ứng thì Mikasa đã đến hạ gục hắn ta, rồi báo nhanh về tình hình hiện tại. Kế hoạch thay đổi, chúng ta sẽ thoát khỏi đây bằng thuyền, rồi bảo dưỡng máy bay tại lục địa. Vậy nên hãy bảo vệ người lên tàu. Hình nữ trở nên khá hoang mang, nhưng cô vẫn tiêu diệt kẻ thù và làm theo kế hoạch này của bọn họ. Bảo dưỡng tại lục địa, công nhận là sẽ chẳng dễ dàng gì nếu làm chuyện đó ở đây. Nhưng dù làm vậy thì ta có thắng được thủy tổ hay không chứ? Liệu cuối cùng thì mình có thể về bên cha được hay không? Mọi người, ngay lúc này, đi nhanh còn kịp. Là đám kỹ sư bảo dưỡng của Azuma Mito, mau di chung. Nhưng chưa kịp giết gì thì đã có hai bóng người bay lên giết sạch sẽ. Đó chính là Mikasa và Han. Bọn họ giết hết, nhưng không hiểu tại sao lại chưa flot ra. Lẽ ra giết rắn phải đánh cho dập đầu chứ. Cái lũ bán nước này! Flot lôi súng ra bắn liên tục vào lũ này, thì bọn chúng đã chạy biến đi mất. Anh ta nghi ngờ về mục đích của tụi này. Tại sao đám Azuma Mito lại chạy ra đây nhỉ? Đến mức phải mạo hiểm như vậy, thì chúng định đi đâu chứ? Đừng nói là...
Ngay sau đó, đám lính bắn liên tục vào đống kỹ sư kia nhằm phá sản kế hoạch của lũ chúng nó. Lập tức anh người sắt đã đưa cánh tay của mình ra đỡ hết số đạn đó. Nhưng vì vậy cũng tạo ra sơ hở, đám lính trên đảo đã dùng mũi lao sấm sét bắn thẳng vào gáy ảnh. Quả này thì xong đời bất tử rồi. Rainer, chạy đi! May mắn thay, oh my god đã kịp bắn lũ kia khiến chúng chưa kịp nổ các mũi lao. Nhắm vào đám Ayumabito đi, có hình nữ để sau đi chúng mày. Vậy là bọn họ trực tiếp dùng lao sấm sét bắn mấy lão kỹ sư mà bỏ qua hình nữ. Hình nữ cũng nhanh chân lẹ mắt dùng cánh tay của mình chặn lấy những mũi lao kia. Nhưng có vẻ như cô không hề biết về sức mạnh của bọn chúng rồi. Andy hoảng hốt vì tự nhiên mất bẹo cánh tay. Cả đống kỹ sư kia cũng vậy, vụ nổ làm cho họ sợ. Ông Maga lập tức lôi đầu lũ kỹ sư dậy, chạy tiếp ra cảng. Đứng lên, con tàu ở ngay trước mặt chúng mày á. Trong khi đó Andy tiếp tục lao tới cảng đường nam lính. Mẹ cái thứ cản trở này! Một tỷ mũi lao sấm sét đã lao về phía Andy. Quả này cô to đời rồi. Nhưng không, anh người sắt đã lao ra và đỡ hết đống thương sét đó bất chấp hậu quả sâu nhất có thể xảy ra. Những mũi lao đó đã phá hủy lớp giáp bọc mặt và vai của anh người sắt. Có vẻ như nó không ảnh hưởng tới bản thể của những người dùng phía sau gáy. Flock lúc đó đã phát hiện ra kế hoạch của lũ này. Chúng định chạy thoát bằng tàu à? Và mang theo chiếc thủy phi cơ đó? Không ổn, thế này thì không ổn chút nào cả. Có lẽ nào chúng định cho hai thằng bà dự chiếc phi cơ tại lục địa à? Chúng mày, mang toàn bộ thứ xét đến đây. Bọn chúng định đi giết Eren bằng tàu đấy. Dù có chuyện gì đi nữa, phải phá hủy con tàu cho bằng được. Lẹ lẹ lên, Eren mà bị giết thì hòn đảo Faris này sẽ chìm trong biển máu từ sự trả đũa của thế giới. Anh chị em cha mẹ họ hàng chú bác hay cả con của mọi người đều sẽ bị giết sạch đó. Hãy dâng hiến cả con tim này. Lúc này Titan Ngựa đã đưa đám vô dụng đến bến cảng rồi. Bọn họ đang rất hoang mang vì vô tình nghe thấy kế hoạch của Flock. Làm sao mà... Bọn chúng đã ngắm vào con tàu rồi sao? À kia rồi, hai người họ đều ở đó. Nhưng nhìn họ bị tấn công kìa, chúng ta không thể nào cầm cự được cho đến khi xuất cảng đâu. Phát cô hoang mang trước những cảnh tượng đó, rồi nói ra ý định của mình. Em cũng phải chiến đấu, bằng sức mạnh Titan Ham. Im mồm, chuyện đó méo được, lần đầu hóa Titan sẽ không suôn sẻ đâu cưng. Nhưng nếu ngồi yên thì... Giao lại hết cho chị, sau khi đưa mấy đứa lên tàu thì chị sẽ tham chiến. Nhưng... nếu không phải là em, mà là Angelia thì... đã chẳng phải lo lắng một cách dài dòng ở đây rồi. Phaco! Phaco nhìn anh chị Titan của mình bị bắn nát cả người, nước mắt giàn giụa. Cậu không can tâm chút nào hết, lập tức nhảy ra khỏi lưng Titan Ngựa mà chạy thẳng vào cuộc chiến. Titan Ngựa bất lực trước trường hợp này. Thôi, ta sẽ đến con tàu trước. Ở chỗ con tàu, các kỹ sư đã bắt đầu leo lên. Ông Magat canh giữ ở dưới, nhưng tính mạng của người sắt của hình nữ có vẻ như không được ổn cho lắm. Leo lên, lẹ khẩn trương, đun nóng lò hơi, nhanh lên cầu kịp. Connie lúc đó cũng mang Amin bị trọng thương đến nơi. Cậu ấy bị bắn vào ngực và bụng, cả cằm nữa, nhưng cậu ta sẽ hồi phục ngay thôi. Titan mà có gì phải xoắn, còn cậu thì sao? Tôi sẽ bảo vệ con tàu. Đội trưởng Magat, thằng nhóc Faco đã... Ở trên nóc nhà, Mikasa và Han như con gà đứng trong cái nồi nước sôi vậy. Ta phải cứu Rainer. Nhưng đoàn tàu chở quân tiếp viện của lũ bọn chúng sắp đến rồi. Nếu hai chúng ta không đánh chặn nó, thì đừng nói đến xuất cạn nữa. Tất cả sẽ chết sạch ở đây. Hả? Và bây giờ video của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Các bạn có thể xem lại các video trước trong kênh của Bay. Xem và mua đồ anime tại kênh Bay Store. Và bây giờ thì bye bye. Bye bye. Champ.